Trước tiên xin cảm ơn đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tham gia trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Thưa đồng chí, thì có thể thấy là năm 2023 được đánh giá là một năm có rất là nhiều khó khăn thách thức đối với lại cái việc thực hiện và hoàn thành các cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Vậy thì Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có những cái đồng hành như thế nào với Ủy ban Nhân dân tỉnh trong việc phấn đấu hoàn thành cao nhất các cái chỉ tiêu, mục tiêu của năm 2023 cũng như của cả giai đoạn 2021-2025? Năm 2023, Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức 6 kỳ họp, trong đó có 4 kỳ họp chuyên đề, thông qua 105 nghị quyết. Và tại kỳ họp thứ 16, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét thảo luận về 52 nội dung, thông qua 34 dự thảo nghị quyết. Đây là những nghị quyết quan trọng nhằm kịp thời ban hành các cơ chế, chính sách, các biện pháp, giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, an sinh xã hội. Ví dụ như nhóm các nghị quyết nhằm kịp thời điều chỉnh vốn đầu tư công từ các dự án không còn nhu cầu bố trí vốn, các dự án không có khả năng giải ngân, chậm giải ngân vốn đầu tư công, tập trung vốn cho các công trình dự án trọng điểm, hoặc nhóm các nghị quyết để triển khai hiện thực hóa quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Cùng với đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh còn đồng hành với Ủy ban Nhân dân tỉnh thông qua hoạt động giám sát để kịp thời phát hiện, kiến nghị các biện pháp, giải pháp sát với tình hình thực tế có tính khả thi cao để huy động các cái nguồn lực cho phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Vâng, như đồng chí vừa trao đổi và cũng như là qua các cái kênh theo dõi thì cử tri và nhân dân địa phương thì đánh giá rất là cao cái hiệu quả, hiệu lực của các cuộc giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Vậy thì Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có những cái chỉ đạo như thế nào để có thể đem lại những cái kết quả như vậy? Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, thời gian qua, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo, lựa chọn và thực hiện kết hợp nhiều hình thức giám sát, tạo sự hỗ trợ giữa các phương thức giám sát, lựa chọn nội dung mà cử tri và dư luận quan tâm để thực hiện giám sát, thực hiện mời chuyên gia trong lĩnh vực giám sát tham gia hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân, chỉ đạo thực hiện khảo sát tại nơi tồn tại các vấn đề cần giải quyết liên quan đến nội dung giám sát, khảo sát sâu, khảo sát trực tiếp các vụ việc cụ thể, thậm chí là thuê tổ chức kiểm định thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động giám sát để làm căn cứ minh chứng cho các cái nhận định, đánh giá, giám sát, kết luận, kiến nghị giám sát phải cụ thể, giảm số lượng kiến nghị mang tính định tính, tăng số lượng kiến nghị mang tính định lượng. Kết luận, kiến nghị giám sát phải thường xuyên được theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện kiến nghị sau giám sát. Vâng. Một trong những nội dung mà cử tri và nhân dân trên địa bàn rất là quan tâm đó là việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh mà Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu tại kỳ họp lần này. Đồng chí có thể thông tin để cử tri và nhân dân được biết về hoạt động này cũng như là ý nghĩa về kết quả lấy phiếu tín nhiệm trong bối cảnh hiện nay. Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ thể hiện mức độ tín nhiệm của mình đối với người được lấy phiếu thông qua 3 mức. Mức tín nhiệm cao, tín nhiệm thấp, thông qua hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả của việc lấy phiếu tín nhiệm, người được lấy phiếu có quá lửa đến dưới 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp thì phải từ chức. Trong trường hợp không từ chức thì Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ trình Hội đồng Nhân dân tỉnh bỏ phiếu tín nhiệm. Người được lấy phiếu tín nhiệm có số phiếu tín nhiệm từ 2/3 trở lên đánh giá tín nhiệm thấp thì Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tiến hành miễn nhiệm chức vụ của người đó tại kỳ họp này hoặc là kỳ họp gần nhất. Như vậy thì có thể khẳng định việc lấy phiếu tín nhiệm thể hiện hiệu lực, hiệu quả giám sát của cơ quan dân cử, chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đánh giá uy tín, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người được lấy phiếu tín nhiệm
Qua đó, người được lấy phiếu tín nhiệm sẽ nhận thấy mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành ở mức cao nhất, đạt chất lượng và hiệu quả công việc được giao. Kết quả lấy phiếu cũng là cơ sở để các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng cán bộ. Năm 2024 thì được đánh giá là một năm rất là quan trọng trong việc phấn đấu và hoàn thành các cái mục tiêu chỉ tiêu của cả giai đoạn 2021-2025. Vậy thì trước bối cảnh chung cũng như là trước khối lượng công việc rất lớn như vậy thì Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm gì? Thứ nhất, tiếp tục đồng hành cùng Ủy ban Nhân dân tỉnh kịp thời tổ chức các kỳ họp, phiên họp, họp chuyên đề, họp để giải quyết các vấn đề phát sinh đột xuất, đảm bảo đúng pháp luật, đổi mới, linh hoạt, chất lượng và hiệu quả. Thứ hai, tiếp tục đổi mới phương thức giám sát, nâng cao hơn nữa chất lượng giám sát, phát huy vai trò giám sát của tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Thứ ba, thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri theo hướng tăng cường tiếp xúc cử tri chuyên đề hướng về cơ sở, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng tham mưu giúp việc của đội ngũ cán bộ công chức văn phòng. Vâng, một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn sự tham gia trả lời phỏng vấn của đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh.